Thưa quý vị, sau bánh đồng tiền, các clip review bánh Custard gần đây được chia sẻ rầm rộ trên các mạng xã hội đã nhanh chóng tạo nên một tranh mới trong giới trẻ và người tiêu dùng. Trong clip được chia sẻ tại một siêu thị ở thành phố Hồ Chí Minh, người dân xếp hàng dài và không tiếc giành giật những hộp bánh. Mỗi người lấy khoảng từ 4 đến 5 hộp bánh trong khung cảnh hỗn loạn. Được biết một hộp bánh Custard có 3 chiếc bánh được bán với giá là gần 30.000 đồng. Bánh có vỏ ngoài mềm mại, thơm mùi như bánh bông lan, nhưng bánh béo ngậy giống bánh xù nhưng không quá ngọt. Đặc biệt, bánh custard còn được phủ lớp vụn bánh bên ngoài. Điều khiến cho bánh custard bất ngờ nhận được sự quan tâm của người trẻ là vì hiếu kỳ. Trên các video review trên mạng, ai cũng dành lời khen ngợi cho chiếc bánh ngọt. Chính vì tò mò, không ít khách hàng đã kéo đến siêu thị để chờ mua được một hộp bánh. Một khách hàng tên Minh cho biết đã xếp hàng trước quầy bán bánh custard hơn 30 phút trước khi quầy mở cửa để mua loại bánh này để trải nghiệm vì xem tiktok thấy quá hấp dẫn anh trí người cũng xếp hàng ở đây cho biết đây là lần thứ hai anh đến siêu thị để xếp hàng mua loại bánh này anh cùng với gia đình xếp hàng vì loại bánh này giới hạn mỗi người chỉ mua được hai hộp và số lượng sản xuất có hạn